Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cách làm món mực chiên. What the fuck cái gì vậy? Cái lòng bàn gì anh em? Ơi, mực bị gì mày? Mày uống nhầm viên rocket một giờ hay gì kìa? Ui. Ui, alo, alo. Làm gì vậy? Ui. Ui. Nani? Nani? Ủa, chuyện gì đang xảy ra vậy các bạn? Ui. Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Vinh, lại là video về Minecraft. Nhưng hôm nay mình sẽ lại chơi lại server RustMyVN. Đây là server mình chơi nhiều nhất và các bạn fan của mình thường là tụ tập ở đây nhiều nhất. Yeah. Và tất nhiên mỗi lần mình ra video về server thì nó sẽ cập nhật cái tính năng mới cực kỳ hay. Đấy, các bạn có thể trải nghiệm trong server RustMyVN này. Trước tiên là chúng ta sẽ luôn luôn mua rank trước. Yeah. Mua rank thì rank VIP chúng ta sẽ có 100 point. 100 point, 1 point là tương đương cho 1.000 nha các bạn, 1.000 Việt Nam đồng ngoài đời. Và đối với rank king của chúng ta thì 800 point là 800k nha các bạn. Đối với cửa hàng thì nó cũng có chia làm hai loại nha các bạn. Một phần là dành cho người cày cuốc, một phần là cho người đạp tiền. Các bạn có thể trao đổi với những thử đơn giản nhất. Rồi sau đó chúng ta sẽ tăng dần lên nhiều vật phẩm lên, rồi sẽ ra những cái công cụ ấy như là một viên kim cương, nó sẽ ra một cái mũ đó chẳng hạn như vậy. Sinh tồn ở đây giống như thế giới thường của các bạn gì á, không phải là Skyblock nha, nó giống như một thế giới thường. Và tất nhiên là kim cương chúng ta không thể bán được, và đây chỉ mua thôi, mà tìm kim cương trong thế giới này rất là khó, thế giới thường đó nha bạn. Và đầu tiên là mình sẽ bắt đầu sinh tồn thôi. Các bạn gõ lệnh warp survival để có thể nó đưa bạn tới cái vùng sinh tồn. Sau đó chúng ta gõ một cái lệnh là sạc will. Nó sẽ đưa các bạn vào một cái vùng đó bất kỳ. Có thể một vùng đó là sẽ hoang và giả và không có thể nghe. Và một vùng ở đây có lẽ như là không có ai hết. Cây ở đây có vẻ như là nguyên vẹn, không có bị ai chặt. Vậy là chưa có ai đặt chân đến đây. Ôi heo nè. Mày nè, chúng ta sẽ lấy đồ ăn trước nha các bạn. Không biết mình có nên xây nhà không nhờ. Ôi. What the fuck. Ôi heo quánh được hả? Đúng. Ôi. Rồi. Nguy hiểm rồi. Cái lòng bàn gì thế vậy? Ôi con heo bị gì vậy? Ôi. Mình đánh thôi. Mình tự nhiên có một cú nổ các bạn ơi. Mặc dù kiếm mình là kiếm thường. Heo nè. Không biết còn nổ không? Nhầm con các bạn ơi. Nhầm con nó có chức năng tấn công lại mình. Để kiểu như là phản lại mình á. Một con thì nó rất là hiền. Ok. Rồi. Đi lần vòng một chút thì mình thấy có một chỗ bị bỏ hoang nữa các bạn. Ôi dường như là một thanh niên là đó xây nhà và làm máy farm xương rồng. Nhưng mà bị một thanh niên ác độc đó cướp chiếm mất mà luôn rồi. Rồi nhà thanh niên này như có vẻ như là tan hoang hết rồi. Wow, đây là gì đây? Một bên cà rốt, một bên lúa. Đâu? Cà rốt đâu? Lúa đâu? Trời ơi. Để gì mà không có gì mà cũng để nữa. Có vẻ ở đây không có gì hết tôi lắm. Nhưng mình sẽ gõ một lệnh will. Nó sẽ đưa mình qua một cái vùng hoang dã nào đó không có ai. Rồi, cái này cái gì đây? Một bãi rừng cơ. Ôi, cây cỏ gì lum la ấy vẹt nè. Dưa hấu. Hình như là vùng này là xuất hiện dưa hấu rất nhiều đó các bạn. Vẹt nè. Ôi giờ mình không có cái dây cho bạn. Server này có tính năng bắt pet về làm thú cưng nữa đó. Rồi bây giờ không có cái dây dây kéo. Buồn vậy, thực sự luôn. Ôi, dưa hấu nhiều vậy. Công nhận cái vùng rừng này rất nhiều dưa hấu luôn các bạn. Nếu mà các bạn lạc trong đây là các bạn không sợ nó đói đâu. Anh em ạ, mặc dù mình không có dựng gì, nhưng mà chả hiểu sao ở trên bề mặt phần đất này nó lại xuất hiện một cục than. Mình không hề dựng nha các bạn. Thật sự luôn nha. Mình cũng không biết. Ủa? Cục than này đâu ra vậy? Đó giờ chưa thấy mấy cục than mà nó nằm trên bề mặt đó các bạn. Ở ngoài. Ý là mình ngoài vùng mấy cái vùng thảo nguyên á. Mà cái vùng rừng này mà tự nhiên có một cục khoáng sản nó nổi trên bề mặt. Hay là có thanh niên nào đó đi ngang qua nhờ. Thanh niên nào quay nó quay đặt hay là do sao nè. Mình nghĩ đây là không phải trùng hợp đến vậy đâu.
Nãy giờ mình không có biểu hiện của một ai đó đi ngang qua đây. Ghê vậy. Làm tôi lạnh xương sống luôn anh em à. Thôi chắc không có gì đâu ha. Mực, mực nè. Nhìn nè, nhìn nè. Chết đủ quá. The fuck. Mực bị hâm á mày. Con này uống đốc kết một giờ nè các bạn. Nên sinh lý nó hơi bị mạnh. Rồi. Đó giờ chưa thấy con mực nào mà nó chơi lên mình luôn ấy. Ơi. Tao nè. Quýnh tao đi. Ơi mực. Ui, alo, alo. Ê. Nani? Nani? Gì vậy? Có ai cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Để giờ tôi gặp rất là nhiều hiện tượng lạ luôn anh em à. Nào là mực đánh mình nè, heo nó chơi lên mình nè. Rồi khoáng sản mọc trên đất nè. Đáng sợ thiệt. Thanh niên nào đây? Tính cho cái gì vậy? AK-47 cụ hồ. Rồi. Nghĩ ra cái tên nhìn ghê quá. Trong mỗi tên nhiều ấy. Hai xanh mưa sơn. Ở test cung mày, test cung mày. Mạnh không? Một hit nè. Ôi chưa chết, chưa chết hả? Chơi 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 thêm ván nữa, ván nữa. Đứng lại, đứng lại cô. Chơi gái à. Ôi hai hit là chết rồi. Ý phát hiện một anh dân làng nè. Trao đổi cái coi. Ờ skeleton. Mình công nhận thề con này nó bắn như lính Mỹ luôn á các bạn. Nó bắn chuẩn kinh điển luôn á. Nhầm lúc mình né mà nó còn không nổi nó luôn ấy. Hello. Nhìn gì cu. Ê đủ á. What the fuck kìa. Má khách kìa anh em ấy. Thế giới này thật là đáng sợ. Anh em muốn trải nghiệm cái độ độ mạo hiểm của nó thì nên chơi server này nha. Rồi. Ngay cả con dân làng nó còn chơi mình nữa thì anh em nghĩ cái thế giới này như thế nào rồi nhỉ? Mày chết mày cho mày. Mày chửi thầy tao bắn mày kìa. Ok, không liên thoa liên thuyên nữa. Giờ mình sẽ tạo một cái phát sàn riêng cho mình. Giờ chúng ta sẽ đặt một cái tên. Nhận gọi một cái lệnh upgrade Vinh 30cm. Ok, đây là cái tên tên đế chế riêng của mình là Vinh 30cm đấy các bạn. Giờ chúng ta sẽ chuyển 1000 money qua cái phát sành của mình. Đây, và chúng ta sẽ gọi một cái lệnh F Glam Auto. Đây là một cái lệnh nó sẽ đặt một cái vùng lãnh thổ đó các bạn. Kiểu như là các bạn muốn đặt vùng đó thành riêng của mình thì các bạn sẽ dùng cái lệnh này. Đó, giờ mình vừa tạo một cái đế chế riêng cho mình. Thì bạn nào muốn có thắc mắc về cái lệnh này, các bạn hỏi các thành viên trong server hoặc là hỏi admin đó các bạn. Admin cũng hay vào server này lắm á các bạn ơi. Họ có thể hỗ trợ cho các bạn. Ngoài ra server này cũng có tính năng vé số nha các bạn. Các bạn gõ một cái lệnh đó là sẹt vé số. Đấy. Thì chúng ta sẽ có một cái chỗ chúng ta mua vé số. Mình sẽ mua cả 10 vé số nha. Không ngờ server này cũng có bán vé số nha các bạn. Mình vừa mua thành công 10 giá số nè. Rồi. Và sau 60 phút thì nó sẽ công bố số một lần. Đó, có một bảng trúng thưởng thì các bạn. Chúc mừng Yogi 2002 đã nhận được 67.100. Ủa tính ra nãy mình mua 10 tờ giống với giá số luôn á, nhưng mà không trúng. What the fuck? Mà một người mà thanh niên kia mua một tờ một chút mẹ ơi. Ê. Nani, chuyện gì đang sai đâu đó nhỉ? Gì không công bằng cái gì ta? Chắc kiểu này là mua có 20-30 tàu quá anh em ơi. Mua thêm 10 giây số nè. Đó. Giờ mua 20-30 tàu mà không trúng là bỏ game. Ok, mình mới mua 10 tàu xong mình sẽ mua thêm 10 tàu vé số nữa. Đó. Coi như thế nào. Ok, mua thêm 10 tàu nữa là 30 tàu rồi. Em kiểu này là không trúng thì thôi nha. Anh em ơi, chuẩn bị công bố kết quả này kìa. Để coi. Gì? Ôi, chúc mừng. Ơi, chúng rồi kìa anh em. Đã trúng số và nhận được 158.100 money. Ủa, tính ra là nãy mua 30 tờ thì mình có trúng như đây thôi trời. Ủa, tính ra quỳ vốn luôn á. Cái lòng bàn gì vậy? Ủa, quỳ vốn á trời. Ủa, tính ra không? Cái trời kỳ vậy ra. Quỳ vốn cũng đỡ, ra không bị thôi, tới đây được rồi anh em ơi. Ok, video này đến đây thôi nha các bạn ơi.
À, nếu các bạn muốn chơi với mình và mọi người thì hãy vào server RatsmyVN, có rất nhiều tính năng thú vị và đây là một server rất là đáng chơi nha các bạn. Dạ. Và server này là phiên bản 1.12.2 trên máy tính nha các bạn. Ok, và like và đăng ký kênh ủng hộ channel của mình nha. Hẹn các bạn trong các video lần sau. Bye bye.